Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay bên nhà vườn em có lên một cái clip để qua giao lưu với chúng ta mình cái giống mai nhị ngọc toàn thôi cả nhà. Thì cái dòng này thì chắc những anh em yêu cây mai vàng thì chắc cũng không lạ gì. Bông của nó thì hai màu vàng và màu kem ha. Thì cái tỷ lệ nó cũng không có cao lắm nhưng mà trên một cây thì nó vẫn có những cái bông như vậy, rất là lạ luôn ha. Bình thường của nó thì bông màu kem. Thì cái dòng này thì của anh Tài Lê độc quyền phân phối ha. Hiện giờ hiện tại trên thị trường thì cũng rất là nhiều anh em mình ghép chơi rồi, lại có giống rồi. Này cũng giống cũng có tầm khoảng trên dưới nửa năm. Thì lúc đó là em mua là cũng là 500.000 một bo ha nha, 500.000 một bo, mua được hai bo gì ghép vô mấy cây bự giờ gầy ra giống bán với mấy anh em. Thì cái này lúc đó 500.000 một bo, thì giờ em bán với cả nhà mình là với cái giá là một cặp mai như thế này, cây quái như thế này nè, gốc vườn nha, không phải gốc công nghiệp nha cả nhà, gốc vườn, không phải là gốc mà mua ở ghe nha. Thì cái này ở vườn em làm là hôm rồi em có đi bứng đi quay cho cả nhà mình xem á, ở Bến Tre. Thì những hàng này thì cả nhà mình thấy nó lên rất là xum xuê, rất là mạnh ha. Bán một cặp chỉ bằng một bo lúc trước em mua thôi, là cái giá 500k bao phí ship chúng ta luôn. Đây cả nhà mình thấy ha, giống nhị ngọc toàn nha, nhưng mà ship từ một cặp. Còn nếu như cả nhà mua lẻ một cây vẫn ship nhưng mà không chịu phí ship nha cả nhà. Thì cái đó nói trước thì cả nhà mình tới đó thì khỏi phải phàn nàn ha. Chung thì cái gốc như thế này thì chúng ta ghép cái loại gì thì nhìn vô cũng thấy cưng ha. Này đặc biệt là những anh em nào mà thích cái cây mai mini á, như để bàn mini thì đây là một trong những cái lô đáng để chúng ta sưu tầm ha. Và đặc biệt được cái nó quái nha, quái ha, nó quái mà cái gốc nó già nó khằng nha, chứ không phải những cái loại mà cái gốc nó non non. Thì cái dạng như vậy ghép vô nó không được mạnh, còn này cả nhà mình thấy ghép vô xum xê dài dài đằng kia ghép vô rất là ok ha. Thì em xin nhắc lại nha, cái này thì giao lưu với chúng ta giá 500k một cặp, bao phí ship chúng ta từ một cặp ha. Còn mua lẻ một cây thì mình chúng cô chú anh chị mình chịu phí ship giúp em. Cây thì rất là quái, cây đang rất sung mãn, mà khi ví dụ cả nhà mình tin tưởng thì để bên nhà vườn em lựa, còn không thì có gì thì alo thì em sẽ chụp hình gửi cho chúng ta xem nhé. Thì đương nhiên là khi bóc là bóc những cây mạnh khỏe như thế này nhé. Về thứ nhất là chúng ta có thể đem về chơi Tết được, thứ hai nữa là chúng ta có thể lấy bo ha. Thì cái hàng này thì nếu như mà cả nhà mình nói Thảo ơi anh cần cái cây để lấy bo thì em sẽ lựa những cây có hai ba chèo như thế này ha, gửi cho chúng ta. Còn ví dụ mình cây những cây chơi Tết á, thì không cần lấy bo, mình lựa những cây mà nó hơi lùng chứ mà nó xum xuê gan xíu ha. Còn mình lấy bo thì lựa những cái chột mạnh như thế này nè ha, như nó có một hai chèo nhưng mà đồng ý nó đồng thời nó ra mạnh như thế này thì mình về lấy bo nhiều. Đây có những cái cây như thế này nè, đó cây như thế này là về mình lấy bo ok nè ha. Thì đồng ý nó không có bo nó quá nhiều nhưng mà nó cũng đỡ hơn những cây kia. Cây mà nó lùng lùng thì những hàng đó thì mình để trưng bàn trưng Tết thì ngon nhưng mà lấy bo thì hơi ít. Đây nè, cô chú anh chị mình lấy mấy cây như thế này nè, đem về thì nó đi hết cây đọt này, em cho lấy được nhiều bo lắm. Cả nhà mình lấy mặt lá một bo thì được nhiều lắm. Rồi lúc đó cả nhà mình biết đó, gần mua hai bo thì được một khúc như thế này nè, về là ghép từng cái lá luôn, từng cái chót đọt này luôn cả nhà. Rớt xuống đất một cái kiếm trần thân đó. Bây giờ giao lưu cả nhà mình coi như cái giống này nó cũng bằng cái những cái loại khác thôi chứ nó không có cái giá nó quá cao ha. Thì cô chú anh chị mình có thích đó, rồi thì ủng hộ thì liên hệ trực tiếp chỗ em ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi cái clip ngày hôm nay. Chào tạm biệt cả nhà nha.